Xin chào mọi người đến với Song Thi Family Cuộc Sống Mỹ ở Florida. Hôm nay cái vườn của mình trồng cũng được khoảng mấy tháng rồi đó mọi người. Hôm nay trái, nói chung là trái nhìn rất là thích luôn. Bây giờ thì mình sẽ quay sơ qua những cái thành quả của mình đã trồng trong những tháng qua nha. Cái này là trái thơm nha mọi người. Trái thơm năm ngoái thì được một cái, năm nay nó nứt ra từ cái nhánh khác nè. Đó, trái thơm. Rồi bên này một trái thơm nữa. Trong trái thơm đó thì cái thùng thơm đó thì có tí tô thơm, thì cái này mình trồng nè, trong cái chậu nhỏ xíu à. Rồi bên đây nữa nè, bên này cũng một trái nữa. Rồi bên cái chậu nhỏ xinh này một trái nữa. Tổng cộng hết là 4 trái thơm. Và bây giờ thì mình đi xuống, mình quay một số trái hiện thì mình đang có nha. Cái này chanh nè. Chanh là một cái bự lắm luôn mọi người, nhưng mà cái này nó bị thúi rồi, tại vì á nó thấp quá do đó là nó bị úng nước mưa đó. Mà cái chanh này rất là lớn luôn mọi người. Cái chanh này thì nè, cái trái nó rụng hết nè. Cái này nó hư hết rồi. Cái bông chanh này mọi người, cái chanh này người ta ghép đó, một bên thì chanh vàng, một bên thì chanh xanh. Có chừng rớt đó con, cầm lên đi. Rồi bên đây thì cây seri thì hôm bữa giờ mình cũng ăn cũng được kha khá rồi. Bây giờ trái seri nó đang mọc rồi mọi người, quá trời luôn ha, mọc xanh. Bữa trước chín đỏ mình hái bớt rồi. Cây này cũng mới trồng nè, năm nay nè. Trái này mọi người nhìn thấy thích không? Cái này là seri Việt Nam nha. Đó. Rồi cái ổi này á, nó nhỏ lắm, ổi này nhỏ xíu à. Mới cứ tới cái lưng quần của mình thôi. Hôm bữa trước thì nó có khoảng hai trái. Rồi bây giờ mình trồng, bữa sau mình xuống đất nè, mọi người thấy không, đẻ lắm luôn á. Bây giờ cái cây chút xíu như thế này là coi thử, 2, 4, 6, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, khoảng 25-30 cái đó mọi người. Nhiều người nói thì cắt bớt đi cho nó có cái trái bự, nhưng mà mình thôi thấy tội nghiệp quá, mình để luôn cái đó. Cái này là cục vàng của mình đó. Rồi còn bên này nè, mình trồng một cây chanh thái. Chanh thái thì chủ yếu để nấu ăn. Mà bông chanh thái đẹp quá luôn nè mọi người, nhìn thấy thích ha. Đây, con này là trái chanh thái nè ha. Chanh thái thì nhiều lắm, lần trước thì mình hơi cắt bớt rồi, đọt nó ra nhú nhiều lắm luôn. Rồi tiếp tục là cái này là cây mãng cầu. Mãng cầu thì sau cái này thì mình chưa thấy trái lắm. Đó, trồng 3 cây. Nhưng mà tới cây này thì trái hơi bị nhiều rồi mọi người ơi. Trái mãng cầu nè, quá trời trái luôn ha. Đây, đó, mãng cầu nhà mình đó. Cái cây này thì mình thấy sơ sơ là 2, 4, 5, khoảng 10 mấy trái rồi. Còn xích xuống này một chút nữa là cũng là mãng cầu nhà mình nè. Cái này nó hơi lớn rồi nè mọi người, nó hơi lớn rồi đó. Lâu lắm thì mình không có quay video, hôm nay mình quay lại. Còn xích xuống này nữa là mình, cái cây xoài này nó nhiều nhánh chưa, mà mình trồng từ hạt nó không biết là bao năm nó sẽ có trái, nhưng mà rất là thích luôn. Nó cũng nhỏ xíu đó mọi người. Rồi hôm bữa trước thì mình trồng một cái mít ở bên này mà nó bị chết rồi, do đó là hôm nay mình trồng lại một cây mít khác. Cái cây mít này bạn mình gieo từ hạt luôn đó. Còn mình thích là cái này nè mọi người, biết cái gì không, cái này là mận nè, bữa nay trái quá trời luôn nè mọi người, thích lắm luôn. Đây nè, nhiều chưa, cái nhánh này nè,
nhánh này nè, nó nặng quá nè và nó rủ xuống rồi nè, nhìn thấy thương không cái nhánh này không nè mọi người. Đó, mận đó, nhìn thấy đã quá ha. Đó, cái này nè, nè mọi người nhìn cái mận này thấp lắm luôn á, mà bây giờ chắc cũng phải khoảng có mấy chục cái thôi mọi người. Này, cái mận này nãy chút xíu rồi, chưa cao bằng mình luôn mà trái quá trời nè, nó trái nó thòng xuống đất luôn nè mọi người. Đó, nhìn thấy đẻ chưa? Rồi, mình yêu nhất là cây này luôn nè mọi người ơi. Cái này là cây cốc Thái, lúc trước năm ngoái thì mình trồng trong chậu, năm nay thì mình bỏ ra ngoài đất á, mình chuyển lên cái nhà này này, mình bỏ ra ngoài đất á. Bây giờ thì trái bao la luôn nè mọi người, quá trời luôn. Cái này khoảng bây giờ hiện tại thì khoảng cả trăm cái cốc rồi, nhiều lắm. Nói chung là cây cũng thấp, cái nào mình trồng cũng chưa cao bằng mình hết. Và đặc biệt cây sòi Thái này bông ra nhiều lắm luôn mọi người, nhiều lắm luôn. Nhưng mà sao cuối cùng nó có mỗi một cái trái sòi, hên quá. Một trái sòi này cũng lớn rồi nè, rất là lớn. Ồ, nó nứt rồi. Ủa, bây giờ mới biết nè. Thôi bây giờ mình hái vô luôn đi. Em ơi, trái sòi nè em. Em ơi, trái sòi này nó nứt rồi, tức là trời mưa nó nứt á. Nè, đây nè, con kiến mà nè, trời sòi đây đó mọi người ơi. Còn cái này là mình trồng ở trong chậu nè mọi người. Cái này là cây đu đủ. Xích qua bên này một chút á, thì gồm có nha đam, rau càng cua. Nha đam thì mình sử dụng thường xuyên lắm. Và cái này là bông sứ nha, bông sứ nhà nàng đó. Xích vô đây chút là cây chè xanh. Rồi cái này là cây mai nè mọi người, cây sứ này. Cái này mình mua sứ thì mình gieo từ hạt. Còn cái này là giúp ké. Ta mua hai cây chè, mà cây này thì tốt, mà còn cây kia thì eo ổ. Còn đây hai cây đu đủ mình gieo nè, mới bỏ vô. Còn cây ớt này thì nhiều lắm luôn, mấy năm rồi, cái này cũng phải gần 8-7-8 năm rồi cái ớt đó. Còn cái này là bông lài nè mọi người, bông lài thơm lắm luôn nha. Bông thì bỏ trong chậu và nó nhìn nó tươi tỉnh hơn rồi. Còn cái này bông đồng tiền, bông đồng tiền. Và cái này là cũng cây mai, mình cũng gieo từ hạt. Và tía tô, cái này thì kêu cái gì quên mất rồi ta. Tự nhiên tới này quên cái gì ăn phở, cái húng quê quế ăn phở. Còn cái này là hành. Còn sả mình trồng có 3 cây mà bây giờ nó nứt ra quá trời luôn nè mọi người. Còn cây mai này cũng gieo từ hạt nè. Còn xích xa xa ra một chút là mình có 2 cây dừa. Đó, bây giờ mình đã đi hết một dòng cái vườn nhỏ xinh của nhà mình. Đi vô đi em yêu. Và vườn này thì rộng hơn cái vườn trước, nhưng mà nói chung là không có thích, cái gì cũng phải bắt đầu làm lại từ đầu, nói chung mình hơi cực. Đây nè mọi người, chưa làm gì hết, cho đó là mình không có cái vườn này, không có chỗ để trồng, bây giờ phải trồng ở trong mấy cái chậu. Nhưng mà mọi người tiện lắm nha, mua cái này đó, cái này là bằng vải đó mọi người, mà nó không, mình tưới nước nó không, đất nó không có ren, nó không có dơ cái hè của mình, cho đó là mua cái này rất là tiện luôn. Cho đó bây giờ chắc là mình sẽ đổi hai mẹ hai con, mình sẽ đổi bằng cái bịch này hết luôn. Đó, cái gì đó ta, nấm hả hay cái gì nó mọc ra đó không biết nữa. Đó, mình chỉ quay sơ qua một chút xíu cho mọi người. Còn cái này nữa, cái bông này, cái bông gì á, tại vì mình quên rồi, thật sự là quên rồi. Có cái chị cho đó,
xong rồi cái gì mình quên rồi. Mọi người nhìn nè, có con chim cu nó đang ở trên trên cái quạt đó, mình làm cái ổ cho nó ở trên đó và nó đang đẻ trứng hay là đẻ con ở trên đó luôn. Đây đây, nói chung là sơ qua như vậy, chuẩn bị thu hoạch nhiều thứ lắm mọi người. Bây giờ thì cái mặt bạn nhỏ mình nè chưa đi học do đó rất là lì luôn. Hello mọi người. Hello. Mọi người khỏe không? Bây giờ thì nói chung là mình lâu lắm mình không có quay video. Tích cô. Do đó là chúc mọi người gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Mọi người đã theo dõi video, mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để có những video hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn và chào tạm biệt.